Tim nóng giận mắng Trương Quỳnh Anh tại nơi công cộng. Tim và Trương Quỳnh Anh đã gây tranh cãi gay gắt trên đường phố Hàn Quốc. Nam diễn viên phản đối dự định giao kéo của bà xã. Anh cho rằng cô không tôn trọng mình khi không nói rõ mục đích sang Hàn Quốc. Đến Hàn Quốc tham gia chương trình truyền hình thực tế, Tim và Trương Quỳnh Anh xảy ra tranh cãi gay gắt trên đường phố. Nam diễn viên phản đối dự định của bà xã. Anh cho rằng Quỳnh Anh không tôn trọng mình khi không nói rõ mục đích sang Hàn Quốc là nâng cấp phòng 1. Trong khi đó, nữ diễn viên sinh năm 1990 tỏ ra lo lắng vì ông xã không hiểu mình. Cô cố gắng giải thích nhưng không nhận được sự chấp thuận của Tim. Trước thái độ khó chịu của Tim, Trương Quỳnh Anh tỏ ra lo lắng trong suốt buổi tối. Người đẹp cho biết hai vợ chồng sang Hàn Quốc để hâm nóng tình cảm. Ngoài ra, cô còn muốn tìm đến một số trung tâm thẩm mỹ để làm đẹp và tư vấn cách giữ gìn sắc vóc. Không được chồng ủng hộ, bà mẹ 9X rất buồn. Khi đưa chồng đến phòng tư vấn, nam ca sĩ diễn viên tỏ ra khó chịu khi bà xã đề cập đến việc thay đổi vóc dáng. Không đồng tình với việc Quỳnh Anh có ý định trùng tu nhan sắc mà không hỏi ý kiến anh trước, cặp đôi tranh cãi gay gắt trên đường phố. Tuy nhiên, sau khi nghe bác sĩ tư vấn, Tim thay đổi suy nghĩ, anh yên tâm hơn khi vợ quyết định nhờ bác sĩ hỗ trợ cải thiện khuyết điểm. Khi Tim đến đây, Tim rất yên tâm khi nghe bác sĩ tư vấn. Tôi đồng ý để Quỳnh Anh lựa chọn cách cô ấy muốn thay đổi, anh nói. Điểm bất ngờ là khi Quỳnh Anh ra ngoài, Tim còn nán lại phòng khám để nhờ bác sĩ tư vấn, tìm hướng cải thiện những khuyết điểm của mình. Khi liên hệ, cặp đôi từ chối nói về việc có thực hiện giao kéo tại Hàn Quốc hay chưa. Bằng tuổi và đều đã sinh con, Thủy Tiên đi biển mặt gợi cảm hết cỡ, quay sang nhìn Lê Phương, đến chồng trẻ cũng phải câm nín. Xinh đẹp như nhau, nhưng Thủy Tiên và Lê Phương lại có phong cách thời trang đi biển hoàn toàn đối lập. Luôn được biết đến với hình ảnh quyến rũ chết người trên sân khấu, nhưng ngay cả trong cuộc sống thường ngày, nhất là khi ra biển, Thủy Tiên cũng khiến nhiều người phải mất máu với thân hình nuột nà, nước mắt trong bộ bikini sexy đến mê mẩn. Thân hình hoàn hảo, đôi chân thon dài miên man thế này thì không có lý do gì khiến Thủy Tiên ngại cởi lúc ra biển. Ngay cả khi bà xã Công Vinh chỉ mặc áo hai dây rớp tớp khoe eo thon cũng rất hợp với không khí ở biển. Thân hình nuột nà đáng ghen tị của bà mẹ một con. Khi xuống biển thì mặc đồ bơi, lên bờ cô nàng khoác thêm áo phông mỏng để thoải mái đi lại nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Hay là diện váy maxi khoe vai trần như thế này. Mặc dù bằng tuổi nhau và đều trải qua một lần sinh nở, nhưng Lê Phương lại có phong cách ăn mặc khi ra biển khác hẳn Thủy Tiên. Rất ít khi thấy Lê Phương diện bikini ra biển, nữ diễn viên chủ yếu là mặc áo phông, quần sọt. Ngay cả khi đi bơi với chồng trẻ, Lê Phương cũng choàng kín mít như thế này đây. Hình ảnh hiếm hoi nữ diễn viên mặc bikini, nhưng Lê Phương cũng phải khoác chiếc áo mỏng ra bên ngoài để tránh hở hang. Nhìn từ đằng sau, tấm lưng nõn nà của Lê Phương lấp ló đằng sau lớp áo mỏng cũng đủ hút mắt người nhìn. Nhan sắc trẻ trung đáng ganh tị của bà mẹ một con Lê Phương. Khuôn ngực đầy đặn đến nghẹt thở của nữ diễn viên trong bộ áo bơi. Với số đo vòng 1 không phải dạng vừa, Lê Phương càng trở nên nóng bỏng hấp dẫn hơn khi diện bikini, thừa sức đốn gục ông xã hiện tại dù nhiều hơn 7 tuổi. Nàng hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hồng Kông, từ tai tiếng Hồ Ly Tinh đến phu nhân tỷ phú. Từng nổi danh là hoa hậu diễn viên người mẫu, nhưng hai lần mang tiếng là kẻ giật chồng người khác. Cuối cùng Lý Gia Hân lại có cuộc sống mà nhiều người mơ ước bên người chồng tỷ phú. Lý Gia Hân đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1988 và đến nay vẫn chưa có đàn em nào vượt mặt nổi. Người phụ nữ đó vẫn giữ cho mình những nét đẹp thanh tao quyến rũ theo thời gian mà chẳng mảy may có dấu hiệu nào của lão hóa. Tất nhiên người ta sẽ trầm trồ khi nhắc tới Lý Gia Hân với cương vị hoa hậu của các hoa hậu Hồng Kông. Nhưng về đời tư của cô thì còn lắm thị phi hơn. Từng hai lần mang tiếng giật chồng người khác, nhưng cho đến cuối cùng, điều tuyệt vời nhất đã đến với người đàn bà đầy xuân sắc đó là một gia đình hạnh phúc bên tình yêu đích thực của chồng tỷ phú và con trai. Lý Gia Hân đăng quang hoa hậu Hồng Kông và trở thành cái tên gây sốt cho đến tận bây giờ. Gương mặt xinh đẹp gợi cảm chính là điểm cộng của cô ngay lúc đó. Lý Gia Hân nổi tiếng xinh đẹp từ khi còn nhỏ. Năm 3 tuổi cô đã có hợp đồng quảng cáo đầu tiên của mình. Năm 12 tuổi cô đóng mẫu quảng cáo thứ hai và từ đó trở đi, dù vẫn khoác áo đồng phục học sinh, Lý Gia Hân đã lọt vào tầm ngắm của các công ty quảng cáo, công ty đào tạo người mẫu, được mời tham gia đóng phim điện ảnh. Tuy nhiên lúc đó ước mơ của Lý Gia Hân là trở thành tiếp viên hàng không, nên cô từ chối lời mời hấp dẫn từ giới showbiz. Tuy nhiên đến năm 14 tuổi sau khi nhận ra rằng
sự nghiệp người mẫu không có gì mâu thuẫn với ước mơ được trở thành tiếp viên hàng không, thì người đẹp chính thức bắt đầu công việc của một người mẫu. Năm 1988, Lý Gia Hân ghi danh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông với sự cổ vũ của bạn bè và người thân. Với nhan sắc vốn có, cô dễ dàng vượt lên các thí sinh khác để trở thành hoa hậu. Không những vậy, khi đại diện Hồng Kông tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoa Kiều quốc tế, Lý Gia Hân cũng giành được phương miện cùng giải thưởng phụ thí sinh ăn ảnh nhất. Kể từ sau khi được trao vương miện, Lý Gia Hân lại tiếp tục lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất phim. Năm 1989, cô có bộ phim truyền hình đầu tay Hoa Nguyệt Giai Kỳ, thủ vai nữ chính. Từ năm 1990 trở đi, Lý Gia Hân thường xuyên góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh như Đông Phương Bất Bại, Thiện Nữ U Hồn, Cổ Hoặc Tử, bên cạnh các ngôi sao như Trương Quốc Vinh, Vương Tổ Hiền, Trương Mạn Ngọc. Mặc dù xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng, nhưng xét về lối diễn xuất thì Lý Gia Hân lại không được đánh giá cao mà luôn bị coi là bình hoa di động. Có lẽ cũng ý thức được điều đó nên từ năm 1994 đến nay, có rất ít bộ phim người ta thấy sự xuất hiện của cô, mà nếu có thì cũng chỉ là những vai khách mời ngắn ngủi. Thấy vậy, Lý Gia Hân mới chuyển sang tập trung vào sự nghiệp người mẫu, thứ đã đưa cô thăng hạng từ khi còn nhỏ. Với sắc đẹp thế gian hiếm có của mình, thật chẳng khó để tìm những người theo đuổi Lý Gia Hân. Trước khi bước chân vào giới showbiz, cô đã hẹn hò với Ghê Chấn, con trai của nhà văn nổi tiếng Ngê Khuông. Ngê Chấn sau này là chồng của Châu Huệ Mẫn. Tuy nhiên, hai người chia tay không lâu sau khi Lý Gia Hân đăng quang ngôi vị Hoa hậu. Sau đó, Lý Gia Hân cũng có mối tình đẹp với chàng diễn viên Lê Minh, một trong tứ đại thiên vương của Hồng Kông, người cũng rất nổi đình đám thời bấy giờ. Cả hai bén duyên sau khi đóng cặp trong Nguyên Chấn Hiệp và được mệnh danh là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của làng giải trí Hồng Kông. Thế nhưng, những tháng ngày hạnh phúc cũng không kéo dài được bao lâu khi người ta phát hiện Lý Gia Hân thường xuyên xuất hiện bên một vị đại gia lớn tuổi, bỏ lại sau lưng mối tình dang dở và đầy tiếc nuối cho Lê Minh. Vị đại gia đang nhắc tới ở đây chính là Lưu Loan Hùng, người đã thường xuyên gửi hoa quà và cả xe hơi cho Lý Gia Hân từ khi cô mới đăng quang hoa hậu. Không những thế, vị đại gia này còn có lần thổ lộ trên báo chí về tình yêu dành cho người trong mộng. Trước tấm chân tình cùng sự quan tâm của Lưu Loan Hùng, Lý Gia Hân đã động lòng, mặc dù người đàn ông này hơn cô đến 20 tuổi và đã có gia đình. Trở thành bóng hồng bên cạnh một tỷ phú lắm tiền, người đẹp này đã có một cuộc sống nhung lụa mà bất kỳ cô gái nào cũng phải ghen tị khi sở hữu xe sang và biệt thự đắt giá. Tuy nhiên, mối tình này lại chỉ mang tới đau khổ khi cô mệnh danh là Hồ Ly Tinh cướp chồng người khác. Cuối cùng, cuộc tình này cũng đến ngày tan vỡ sau khi Lý Gia Hân chủ động buông bỏ dù trong lòng rất tiếc nuối. Một vị đại gia khác cũng đem lòng thương nhớ Gia Hân thời cô mới thành hoa hậu là Hứa Tấn Hanh. Người này cũng thường xuyên gửi hoa tới cho cô nhưng lại giấu tên không cho biết. Mãi đến năm 2006, hai người mới vô tình gặp lại nhau. Và đến lúc đó Lý Gia Hân mới biết anh chính là người hâm mộ ẩn danh năm nào. Sau khi gặp gỡ, cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình. Và điều này đã khiến Lý Gia Hân lần thứ hai phải mang danh Hồ Ly Tinh. Bởi Hứa Tấn Hanh lúc này đã có vợ, và vợ anh không ai khác chính là Hà Siêu Quỳnh, con gái của ông trùm sòng bạc Ma Cau Hà Hồng Sơn. Để có thể làm đám cưới với Lý Gia Hân, Hứa Tấn Hanh đã nhất quyết ly dị với vợ. Điều này khiến cho gia đình của vị đại gia này có ác cảm với nàng dâu mới, và công chúng càng được thế chỉ trích Lý Gia Hân là kẻ đào mỏ hám tiền. Hạnh phúc với tình yêu đích thực. Sau khi bỏ vợ, đến năm 2008, Hứa Tấn Hanh cưới Lý Gia Hân và bỏ ngoài tai những đồn đoán vợ mới của mình là kẻ đào hám tiền. Tuy nhiên, theo lời cô hoa hậu năm xưa, thì suốt khoảng thời gian chung sống, chưa một lần nào Tấn Hanh nhắc tới quá khứ của vợ mà luôn trân trọng, không bao giờ can thiệp vào công việc riêng tư của cô. Đồng thời, Gia Hân vẫn được tiếp tục công việc trong ngành giải trí, dù dòng họ nhà chồng trước đó chưa từng có tiền lệ. Cũng như phần đa công chúng, mẹ chồng của Gia Hân cũng chẳng ưa gì con dâu mới, đặc biệt sau khi cô hùng hồn tuyên bố sẽ không sinh con cho nhà chồng. Tuy nhiên, năm 2011, Lý Gia Hân sinh một bé trai đặt tên là Hứa Kiến Đồng. Cũng nhờ có đứa con này mà mối quan hệ của cô với bố mẹ chồng cũng dần được cải thiện. Từ đây, cô cũng ít khi xuất hiện hơn hẳn trong các hoạt động giải trí mà chuyên tâm làm người phụ nữ của gia đình. Gia Hân sinh con trai Hứa Kiến Đồng trong vở òa Hạnh Phúc. Giờ đây nhắc đến Gia Hân, người ta đã quên ngay cụm từ hồng nhan bạc mệnh mà thay vào đó là một chuỗi dài ngưỡng mộ tình yêu và gia đình của cô. Bởi nhà họ Hứa vốn là một gia tộc giàu có nhất nhì Hồng Kông, việc Gia Hân được chồng nuông chiều cũng là điều dễ hiểu. Nàng hoa hậu năm nào giờ đây vẫn nhuận sắc và luôn được hưởng thụ những thứ sang trọng, tốt đẹp và bậc nhất.
mọi thứ đến với Lý Gia Hân đều chỉ có thể dùng từ viên mãn để miêu tả mà thôi. Người đẹp vào thời điểm mang bầu được chồng nâng niu kỹ càng. Gia Hân giờ đã 46 tuổi nhưng vẫn vô cùng trẻ trung và xinh đẹp. Cô luôn được chồng tháp tùng trong mọi sự kiện. Mới đây, cô đã gây chú ý khi đeo trên tay chiếc nhẫn kim cương, đắt giá khi sánh vai bên chồng. Nhan sắc mặn mà, dù đã ở tuổi tứ tuần của Lý Gia Hân, gương mặt này vẫn luôn lọt top tầm ngắm của các nhiếp ảnh gia. Không những trẻ, Gia Hân còn có thân hình nuột nà đáng ngưỡng mộ.